Một con khủng long bị ngược đãi dã man bởi một con tinh tinh, nó là người bạn duy nhất của nam chính Spear trong thời đại tiền sử này. Spear tức giận cắn đứt hết các dây trói buộc và tàn sát tất cả các sinh mạng trong khe núi, nhưng tàn sát cũng không thể nào cứu Phăng sống lại được. Đây là lần thứ hai Spear khóc, lần khóc thứ nhất là tận mắt chứng kiến vợ con bị giết tàn nhẫn. Spear chấp nhận hiện thực rời xa nơi này, nhưng đúng lúc đó Phăng đột nhiên ho lên hai tiếng, thì ra Phăng vẫn còn sống, chỉ là bị thương nghiêm trọng làm cho nó hôn mê bất tỉnh. Lúc này mùi xác chết ở trong khe núi đã thu hút rất nhiều kền kền bay tới, không lâu sau Phăng cũng sẽ dần trở thành thức ăn của đám kền kền này. Nhưng một con khủng long to như vậy thì nên làm thế nào để di chuyển nó? Đầu tiên Spear dùng phương pháp của thời nguyên thủy để chữa trị vết thương cho Phăng, đó chính là dùng đất sét bịt miệng vết thương lại. Cái này ổn không vậy? Ngoài nhiễm trùng thì có tác dụng gì vậy? Sau đó anh dùng tre làm thành một cái cáng rồi đặt khủng long nằm lên. Spear phải dùng sức của chín châu hai hổ mới có thể nhấc nổi cái cáng. Cứ như vậy một người một khủng long rời xa cái khe núi chết chóc này, nhưng chưa đi được bao xa thì tay của Spear đã bị bào mòn. Đúng lúc này Spear đột nhiên phát hiện ra các mối nguy đang ẩn trong bóng tối, một con linh cẩu đang từ xa nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nó dường như đang nhìn vào sinh mạng của Phăng, nhưng vì bị Spear cản trở nên hoàn toàn không dám hành động. Đêm khuya Spear bày ra 7 đống lửa, tôi tưởng là anh ấy muốn luyện phép, hóa ra là anh ấy dùng ánh sáng lửa để đề phòng linh cẩu. Một đêm gian nan cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau Spear suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định cột dây thừng vào người rồi kéo Phăng đi, làm như vậy tiết kiệm sức rất nhiều. Thế nhưng con linh cẩu ở phía xa vẫn luôn theo dõi họ. Spear cũng đang từng bước một tiến vào trong hố bẫy của con linh cẩu. Spear kéo con khủng long vào một cái hang, và cái hang này chính là chiếc bẫy mà con linh cẩu đã bố trí trước cho hai người. Spear gầm lên dọa đám linh cẩu chạy đi, nhưng anh biết những con linh cẩu phía ngoài sớm muộn gì cũng sẽ tấn công họ. Tối đến Spear lại tiếp tục đốt lửa để dọa linh cẩu, có lẽ tối nay có thể ngủ được một giấc. Thế nhưng trong giấc ngủ Spear bỗng nhiên cảm thấy giống như có côn trùng bò lên mặt. Spear tỉnh dậy nhìn kỹ thì đúng là côn trùng thật, loại trùng này không lớn nhưng rất to gan. Khi anh đang chăm chú nhìn thỏ khắp người đều là loại côn trùng này, Spear bỗng nghĩ đến Phăng đang bị thương liền vội vàng chạy đến bảo vệ Phăng. Một con côn trùng leo lên người Spear, anh liền vứt ra xa. Lúc này anh phát hiện cánh của con trùng không khác gì lưỡi dao, vì vậy anh cầm ngọn giáo bắt đầu xử lý chúng. Bộ giáp ngoài của côn trùng cứng hơn Spear tưởng tượng, nhưng nếu lật ngược nó thì đâm một phát là chết ngỏm. Tìm ra được nhược điểm của lũ côn trùng, Spear bắt đầu công cuộc tàn sát côn trùng để bảo vệ Phăng. Phăng mở đôi mắt yếu đuối nhìn Spear đang liều mình bảo vệ nó. Những tên côn trùng này cũng không thể để lãng phí, các chất protein trong côn trùng rất thích hợp cho vết thương của Phăng lúc này. Đến ngày hôm sau Spear đã dùng hết nước ngọt, anh chuẩn bị đi tìm nguồn nước, nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa hang thì phát hiện điều gì đó không đúng. Xung quanh mặc dù rất yên tĩnh nhưng khắp nơi đều có mùi sát khí, chính là mùi của lũ linh cẩu. Vì thế Spear dùng đá lấp cửa hang lại để đề phòng Phăng bị đánh lén khi Spear không có ở đó. Nhưng chưa được bao lâu thì bầy linh cẩu ở ngoài đã chịu không nổi. Phăng tuy có thể cử động mạnh được nhưng vẫn chưa thể đứng dậy đi lại. Bầy linh cẩu ở ngoài lại có thể xông vào ăn thịt nó bất cứ lúc nào. Bóng dáng của linh cẩu cứ không ngừng áp gần, Phăng không biết nên làm thế nào. Nó đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, một lát sau cửa hang lại được mở ra. Quả nhiên là Spear đã bảo vệ nó đánh bầy linh cẩu. Bản thân anh bây giờ đầy vết thương, Phăng vô cùng đau lòng. Nó gầm lên một tiếng rồi nén nhịn cơn đau cố gắng đứng dậy. Nó muốn chiến đấu cùng Spear. Spear dường như đã hiểu ý nên đã ra hiệu cho nó đừng cố gắng mà hãy nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng nó tức giận nhìn Spear. Spear giang tay sờ đầu nó. Giữa hai người không có ngôn ngữ nhưng nó có thể cảm nhận được sự quan tâm từ Spear. Spear biết rõ lũ linh cẩu ở ngoài sớm muộn gì cũng sẽ xông tới. Anh nhìn lên đống xác côn trùng cười nhẹ. Toàn bộ những kẻ rắn chắc nhất thời nguyên thủy cũng bị anh xử gọn như vậy. Vậy thì anh sợ gì lũ khát máu ngoài kia? Spear nhìn Phăng như muốn nói với nó rằng trận này hãy để tôi. Anh leo lên cửa hang, hàng trăm con linh cẩu sớm đã vây quanh lấy cửa hang rồi, nhưng vì bảo vệ Phăng nên lần này anh không hề sợ hãi chút nào. Nhìn thấy Spear xuất hiện, bọn linh cẩu cũng dần dần tiến tới, trận chiến bắt đầu. Linh cẩu ùa lên, Spear tận dụng vũ khí tự chế tiêu diệt kẻ thù, cộng thêm mấy quyền pháp mà hôm qua anh học được từ Tinh Tinh, điều này làm cho Spear đánh tan tác bầy linh cẩu. Nhưng số lượng linh cẩu hiện tại rất nhiều, cứ tiếp tục dùng cách này của Spear thì sớm muộn anh sẽ bị hủy diệt. Trong thời khắc nguy hiểm này, Phăng từ trong hang núi xông ra gia nhập trận đấu. Với một bá vương của loài khủng long thì đối phó với linh cẩu dễ như diệt gà, bởi vì trong mắt nó linh cẩu vừa là kẻ thù vừa là con mồi. Lại lần nữa bọn họ cùng nhau chiến đấu, điều này khiến cho Spear vô cùng phấn khích. Một người một khủng long đánh cho bầy linh cẩu tan tác, con chết, con chạy, con bị thương. Bọn họ gầm rú lên một tiếng như tuyên bố cuộc chiến thắng lợi. Tập phim này đến đây là kết thúc, nó thật sự rất gay cấn khiến tôi không thể kiềm chế được. Sự hồi phục của Phăng cũng vô cùng đặc sắc, sự liều mình của Spear cũng không kém phần kịch tính. Đây là bộ anime thời tiền sử rất đáng để xem, vì vậy các bạn nhớ theo dõi để xem nó nhé. Tôi đã nói xong, ai tán thành, ai phản đối, tôi phản đối.